Tèo 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 tèo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Minecraft Hexit. Và các bạn đừng quên là mình livestream Minecraft Hexit vào 6:30 mỗi tối ở trên Nimo và mình sẽ phát lại vào 10:30 mỗi sáng ở trên YouTube kênh Vũ Lít Minecraft nha. Và rất là xin lỗi mọi người là hôm qua mình không có livestream bởi vì là hôm qua mình có việc bận các bạn ạ. Vì thế hôm nay mình sẽ quay một cái clip bù cho bạn xem. Và nếu clip này đạt được 5.000 like thì tối nay mình sẽ livestream xin hết. Ok mọi người. Và như bạn biết đấy, là tập trước là chúng ta đã lấy cái căn nhà này làm cái nơi để sinh sống rồi. Thì cũng rất là nhiều bạn nói là cái căn nhà này khá là đẹp đấy. Thì anh ơi, có gì anh sử dụng căn nhà này luôn đi. Nhưng mà bây giờ để có thể đánh dấu căn nhà này thì mình nghĩ là nên đặt home đi ha. Home đi để cho mình nhớ. Ủa? Rồi. Ủa sao? À đây. Bây giờ chỉ cần nhớ đây là thấy chữ home này. Home là biết đây là nhà mình rồi các bạn ạ. Đó. Thì ở tập trước mình đã đun một đống sắt đây. Đó. Đun một đống sắt và đun một đống sắt. Rồi. Thì bây giờ mình cũng chả còn gì để đun nữa. Vì thế mà mình sẽ chuẩn bị cất đồ đi. Cất những cái đồ mà nó cần thiết đi đã. Cất đồ không cần thiết đi và những đồ cần thiết đi. Rồi, nhưng mà trước tiên thì chúng ta đi ngủ giấc đã. Rồi sau đó là ngày mai chúng ta đi khám phá tiếp. Đó, nói chung là hiện tại đấy là chúng ta chỉ cần một căn nhà để chúng ta có nơi sinh sống là được rồi. Chứ chúng ta chưa cần thiết là phải đi làm cái này làm cái kia đâu các bạn ạ. Cứ bình tĩnh rồi tính sau nhá. Đó, thì hiện tại là mình đang mặc một bộ đồ rất là xịn và một bộ giáp cũng rất là xịn. Mình sẽ cất cái hexicle để ở nhà để có gì đi thám hiểm cho nó đỡ sợ các bạn ạ. Và cái này để ở dưới đấy là nó sẽ tự động đánh. Rồi. Và mình nghĩ là đồ như này đủ rồi. Để cái ba lô ở đây. Ở tập trước thì mình đã rất là cẩn thận. Mình đã keep inventory rồi. Cho nên là mình cũng không sợ nữa các bạn ạ. Có lẽ là mình nên xuống mình làm vài con lợn anh em ạ. Làm vài con lợn để có gì chuẩn bị thịt thượng các thứ để bị lên đường. Mình nghĩ là sẽ có một chuyến đi khá là xa đấy. Mặc dù mình cũng chả biết đi đâu. Mà các bạn tin mình không? Nhiều khi mà mình nhìn mấy cái núi này kiểu gì có kim cương ở trên mấy cái sườn núi đấy các bạn ạ. Chắc chắn với các bạn luôn. Đó, và ở ngay dưới nhà mình cũng có một cái hang. Ờ, mà mình không biết là có nên đi cái hang ở dưới nhà hay không. Ô. Trời ơi, mình không hiểu cái server Hexit này đấy. Ở trên cái technique này nó bị cái gì. Nhưng mà lâu lâu chơi nó bị lắc các bạn thấy không. Đó, mình chém hoài nó không chết con lợn này. Và có lẽ là phải chờ hết lắc thôi. Ok, mình nghĩ là được rồi đấy. Mình vừa thoát game ra vào lại. Ui, cái gì đấy. What the hell man. Giật cả mình luôn các bạn. Tự nhiên con đấy con lợn tí nó chết ạ. Sợ vậy. Nó đứng trước mặt mình xong nó chết. Một cái chết gọi là đau thương các bạn ạ. Trong đây có hai cái hang này. Tình hình là có khi mình cứ đi vào hang mình kiếm rất nhiều kim cương đó. Quan trọng là trong cái game này là chả có gì là quan trọng hết các bạn ạ. Kim cương không quan trọng nhưng mà chúng ta cứ đi tìm kim cương đó. Bởi vì là kim cương nó rất là đẹp các bạn ạ. Và chắc hẳn là ai cũng muốn kim cương các bạn nhá. Dưới đây có một cái hang băng. Tuy nhiên là mình sẽ không vào cái hang băng này. Rồi mình có mang cả cái rìu theo. Vì thế mà chắc là mình cứ đi thế này đi. Mình chặt một cái cây thôi. Mình chặt một cái cây có gì mình mang theo. À mình nghĩ là mình nên chặt hai cái cây. Để mình cần rất là nhiều gỗ để có gì mang theo xuống dưới đấy các bạn ạ. Xuống dưới hang thì có gì mình còn làm mấy cái đồ linh tinh nữa. Làm bàn chế tạo với mấy cái đồ lặt vặt nữa. Thì mình nghĩ là cũng cần thiết đấy. Ok. Cái hang này à. Hang này là hang băng. Không phải hang băng nữa. Đây là một cái ngôi nhà luôn đấy các bạn. Mình nghe tiếng kêu của zombie. Rồi. Ủa tính ra là mấy cái cây này chặt được luôn đấy các bạn. Các bạn chỉ cần chặt hết bốn góc của nó này nó sẽ rụng xuống. Nhưng mà mình nghĩ là để làm gì. Thôi cứ để cho cái cây nó sống đi. Lâu lâu mình mới chặt một cái cây thôi. Ở tập trước có nhiều bạn nói là anh để vương vãi quá trời kim cương lại. Mình cũng thấy không biết nữa. Mình tại vì mình cũng chưa có xem lại video đó. Mình chưa có thời gian để xem lại video đó. Thì có lẽ là mình sẽ xem lại vào ngày mai. Ô đấy các bạn thấy chưa. Mình đã nói rồi. Có kim cương ở trên sườn núi kìa. Anh em thấy không. Đó. Trời ơi kim cương ở trong cái trò này nó dễ hiếm. À dễ kiếm lắm. Đụng tí là có kim cương à. Ủa. Đấy, mình không nói phét anh em đâu. Nhiều khi các bạn chỉ cần ngó lên sườn núi thôi là nó cũng có kim cương rồi. Vì thế mà kim cương ở trong cái trò này không có gì là hiếm hết các bạn ạ. Không biết là các bạn nào tìm được cái gì hiếm không. Chắc là mấy cái hexicle là hiếm thôi các bạn ơi nhá. Chứ các bạn thấy kim cương ở đây nó đầy ra luôn. Đầy ra luôn các bạn ạ. Quá trời kim cương luôn. Cẩn thận nó đào vào lại một đống ở dưới nữa. Mình có một cái cúp kim cương ở đây. Đào, úi dồi. Ở trong còn này anh em thấy không. Ở trong còn nè. Nữa không. 4 viên kim cương ở trên sườn đồi. Ok. Bây giờ chúng ta đi xuống. Có một cái hang ở dưới đây. Và có lẽ là mình sẽ đi xuống cái hang ở dưới nha. Mình biết ngay mà bởi vì là mình cũng có vài lần mình gặp kim cương ở dưới sườn đồi rồi các bạn ạ. Vì thế là mình thấy là nó
cái hàng ủi vậy. Đứa ở ngoài nhìn vào thì có vẻ ghê đấy, nhưng mà lúc mà đi xuống thì chắc là còn ghê hơn nữa. Yeah, mình có đuốc mình cắm rồi, mình chả hiểu sao mà nó cứ tối om vậy. Dưới đây có một con skeleton các bạn ạ. Ủa, tối chưa, đi vào đây cho nó sáng ha. Kim cương, mục tiêu của chúng ta chỉ là kiếm kim cương thôi các bạn ạ. Tối nay mình sẽ làm một cái kiếm kim cương siêu to khổng lồ. À, mình có rồi. Mình đang tính làm một cái kiếm kim cương siêu to khổng lồ, nhưng mà mình đã có rồi cho nên là cũng không cần thiết lắm. Vậy là kim cương mình còn làm được cái gì nữa ta? Ở trong cái game này thì kim cương còn làm được cái gì nữa các bạn nhỉ? Mình cũng chưa rõ lắm, nhưng mà ở đây có sắt, mình sẽ đào sắt ở đây. Ok, ok. Còn nhiều con quái vật khác nó kinh tởm lắm các bạn ạ. Ở tập trước là chúng ta đã gặp con boss golem rồi. Ê, mình cứ có cái suy nghĩ là cái tựa game này nó hơi bị lắc. Không phải là lắc do máy của mình các bạn ạ. Cái tựa game này nó lắc ấy là lắc do server. Hiện tại là chúng ta đang chơi ở trên Technic ấy. Vì thế mà... Úi dồi ôi, con này Đang nói chuyện làm gì vậy? Hiện tại chúng ta đang chơi ở trên server Technic. Vì thế mà chắc là nó lắc. Nhưng mà chơi server, nhưng mà chúng ta chơi một mình các bạn ạ, chứ không phải chơi với người khác. Mà mình không hiểu tại sao nó bị lắc luôn. À, đây có một cái hàng quái vật này. Nhưng mà có vẻ cái hàng này nó hơi hiền các bạn ạ. Nó hơi hiền nhé, nó không có gì ở trong đây hết. Và ủ, cuốn sách được phù phép đập này là sao anh em? Rồi, đập là sao nhỉ? Mình không hiểu đập là sao. Ui, bảo vệ khỏi vật được bắn. Ủa, sao mấy cái này nó y hệt nhau nữa các bạn ạ? Ở trong đây mấy cái này nó y hệt nhau luôn, không khác. Ui, kim cương, ngon. Trời ơi, quá dễ dàng luôn. Ok. Ủa, cái gì á? À, nó tự vỡ các bạn ạ. Mình không hiểu sao nhưng mà ở đây có một cái tảng băng nó tự vỡ các bạn ạ. Khó hiểu nhỉ. Trong đây có quá nhiều điều khó hiểu. Và lẽ ra là mình phải đào thêm than. Mình nghĩ là mình nên quay lại mình đào than để cho nó có tầm nhìn cho các bạn. Chứ mình sợ là tối quá mọi người không nhìn thấy gì á. Đó. Thực sự là than ở trong cái trò này nó cũng không có hiếm đâu. Vì thế mà cứ thoải mái đi các bạn. Cứ đào đi. Đào được bao nhiêu thì lấy từng đó đi. Không có gì phải sợ hết các bạn ạ. Làm sao phải xoắn, làm xoăn phải xáo đúng không anh em? Đó, đào, đào. Ok, rất là nhiều than. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Yeah, ấy. Úi dồi. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ có rất là nhiều đuốc. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp xuống dưới. Đi à, mình cảm giác đi à, cái băng này một nó hơi trơn. Thằng hai nó cứ nhấp nhấp. Ê, uầy, uầy, đừng nổ. Rồi, đừng nổ cái là... Ơ, các bạn để ý một điều gì không? Nó nổ mà mấy cái băng này nó không bị tan thành nước. Nó nổ là mấy cái băng này vỡ luôn. Vãi đạn. Đầu tiên mình nghe đấy cái câu chuyện mà Creeper nổ vỡ băng luôn, không tan thành nước luôn. Ồ, có kim cương. Trời ơi. Trời ơi, tập này. Giàu rồi các bạn ạ. Trời ơi, tập này giàu rồi. Mình nghĩ là mình nên lại kim cương nữa. Ôi, cái hang này. Hang này là hang kim cương rồi anh em ơi. Đậu xanh. Ơi. Ngon quá các bạn ơi, bây giờ mình quay ở đây mình lấy kim cương ở đây nữa. Nãy giờ mình được bao nhiêu kim cương người ta? Khá khá rồi đấy. Ngon, bao nhiêu rồi? 13 viên kim cương rồi. Ngon thế nhở. Mình nghĩ là nếu mà sau khi mình đi xong cái hang này, có khi mà mình được một stack kim cương. Sắp trở thành người giàu có rồi các bạn ạ. Đây. Đó, xuống đây. Nhiều băng thế. Mấy cái chỗ băng băng này có khi lại nhiều kim cương các bạn ạ. Mình không để ý, trước giờ mình không có quan tâm lắm đến mấy chỗ băng băng này. Ai ngờ mấy chỗ băng băng này là những cái nơi gọi là có quá trời đồ ngon của lạ luôn. Ghê quá nhở, tối quá nhở. Tối quá, không biết là dưới có kim cương không. Nhưng mà dưới đây là có lava rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là gần lava sẽ có kim cương. Nhiều bạn nói với mình ấy là anh dùng cái lửa này, anh dùng cái đuốc anh chặn đầu lava đi, sau đó là anh tìm ở dưới mấy cái chỗ lava nó chảy đấy, là kiểu gì cũng sẽ có kim cương. Hay phết đấy nhở. Có gì mình sẽ thử dùng cách của các bạn đấy xem sao. Từ đã. Nhưng mà mình cứ đi hết cái hang băng này đã. Chắc chắn là với bạn các bạn là sẽ còn kim cương đấy các bạn ạ. Để mình xem đây tầng mấy thế nào. Đã xuống tới tầng 11 rồi. Trời ơi. Sao mà xuống cái tầng... Ôi. Anh dai. Vãi đạn. Sao mà xuống tầng 11 nhanh ấy nhỉ các bạn nhở. Xuống tầng 11 rồi vẫn còn băng à. Mình nghe nói là xuống dưới kim cương đấy, ngon chưa. Xuống càng sâu dưới lòng trái đất ấy
thì nó sẽ càng nóng các bạn chứ. Tại sao xuống đây càng sâu nó lại càng lạnh nhở? Quá trời luôn. Trời ơi, nhiều kim cương quá. Ok. Ôi trời ơi, có kim cương đây mình không để ý này anh em. Trời ơi, tí nữa thì bị ăn la rồi. Ê, tí thì bị anh em la rầy rồi. Nhưng mà từ từ, mình phải lên lấp cái này vào đã. Lấp cái lỗ này vào đã các bạn ạ. Lấp cái lỗ lồng này vào đã rồi thì chúng ta mới có thể lấy kim cương được. Mấy cái nước này nó cản, mình không thể nào mà lấy kim cương được các bạn ơi. Đó, mình có đất này, mình sẽ lấy đất để cản cái này lại nhá. Ôi, cản nhầm rồi. Đó, cản được một bên rồi, còn một bên nữa thôi. Mình sẽ lấy, à không lấy sỏi được các bạn ạ. Lấy sỏi nó sẽ bị rơi xuống. Chúng ta sẽ lấy đá nha. Đó, đó. Hết chưa? Rồi, bây giờ nước ở đây đã cạn nhá. Tiếp theo là cái công việc chúng ta là đi xuống lấy kim cương. Nhưng mà để mình nhìn xung quanh thì biết đâu nó còn thì sao. Nếu mà các bạn nhìn và thấy mình không, nếu mà các bạn thấy kim cương ấy mà các bạn thấy mình vẫn chưa nhìn ra đấy, thì các bạn nhớ comment để mình biết, để mình quay lại mình lấy nha các bạn. Chứ không mà mình cứ hay bị quên đấy. Nước ở đây nó vẫn còn chảy này. Đó, để từ từ đục với cái chỗ này để cho nó cạn vào đấy. Nó vẫn còn chảy được mà các bạn. Nó càng xuống nó càng tạo được cái chỗ để chảy. Đó, kim cương quá ngon luôn anh em. Ủa, quá nhiều kim cương cho một cuộc tình luôn các bạn ạ. Quá phê luôn, cực kỳ phê luôn á. Ok. Ủa, mình nghe tiếng con creeper. Mình nghĩ là mình nên múc một miếng nước ở đây. Đó, múc được một miếng nước ở đây thì ủa, dưới đây không biết nó kim cương không ta. Mình nghi ngờ dưới đây có kim cương các bạn ạ. 90% là dưới đây sẽ có kim cương. Mình sẽ thử chạy qua đây, mình lấp cái lỗ này vào. Đậu xanh. Không cắm đuốc vào đường này anh em. Rồi, cắm một cái đuốc ở đây cho các bạn nhìn đấy. Chứ mình nghĩ là mình đi từ đây qua đấy là cũng hơi mất thời gian đấy. Rồi, lấy cái lấp vào đi. Đó, có kim cương không? Trời ơi, nó chảy từ trong đây ra nữa các bạn ơi. Nào, đó, để cái trong đây vào nữa. Đó, ok. 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 Ồ, chả có cái vẹo gì. Đi vào trong đây sao nhở? Dưới đây gọi là hang động ngầm rồi các bạn. Ui, có vàng. Vãi, nhiều khi đào linh tinh thì nó lại ra vàng các bạn ạ. Không biết là nhìn dưới đây có kim cương không ta. Toàn là hắc diện thạch thôi các bạn ạ. Không có kim cương đâu. Đây cũng chả cần. Ồ. Yeah. Ua. Nào, người anh em. Người anh em. Người anh em. Ok. Rồi, đi. Ở dưới đây còn đường này. Nhưng mà tình hình là sắp hết đuốc rồi các bạn ạ. Nhìn được trong suốt, nhìn được cả dưới luôn đấy các bạn. Đây là lâu đài của Mona Lisa. Chuẩn con ngựa nó luôn. Ui, còn đường xuống nữa. Đây là con đường dẫn xuống âm phủ đấy các. Đậu xanh. Ua. Mình thấy là trên kia còn đường lên kìa. Mình nghĩ là mình lên đi trên đây. Trên đây con đường đi đâu á. Vãi nhờ. Lần đầu tiên mình vào cái hang mà nó vãi cả trường như này luôn đấy các anh em. Ôi mình hết cái gỗ kia rồi. Không sao, mình sẽ lấy gỗ này vậy. Lấy gỗ này bù cũng không sao. Hello. Hơi tối đúng không nào. Đi qua bên đây được. Nhưng mà mỗi tội là mình thấy nó cứ, chỗ này nó cứ sao sao đấy anh em ạ. Nó cứ si đa thế nào ấy. Không biết các bạn thấy nó có si đa không. Chứ mình thấy nó rất là si đa. Ok. Wow. Rồi, cắm một cái đuốc ở đây. Ok. Có đường lên nữa không ta? Đời, vẫn có đường lên nhá. Đi lên tiếp nào. Tiếp tục. Có mấy cái tiếng ở trong cái game này nó thật là dã man. Mình nghĩ là các bạn cần phải có đuốc. Đường cụt anh em ơi. Hiện tại là chúng ta đang ở tầng 46 rồi. Nhưng mà đường cụt. Mình có nên đào đường đi lên không ta? Mình nghĩ là mình nên đào một cái đường để đi lên các bạn ạ. Nhưng mình không biết là đường này nó có đi lên trên hay không. Nó sẽ mắc vào núi các bạn ạ. Mình chỉ sợ nó sẽ mắc vào núi thôi. Rồi đoạn này sẽ skip qua nha. Bởi vì nó rất là tối các bạn ạ. Ôi vai bị đá đè. Vai đang đào cái đá đè các bạn ạ. Ui nhưng mà tối quá. Hiện tại là mình đang ở tầng thứ mấy rồi. Để mình cho các bạn xem nhá. Hiện tại là mình đang ở tầng thứ 86 rồi. Ui nhưng mà mình có dấu hiệu là
Mình có dấu hiệu là hình như vẫn chưa lên các bạn ạ. Có dấu hiệu là vẫn chưa lên. Không biết bao giờ mới lên nữa, nhưng mà hiện tại là mình đã ở tầng 86 rồi. Bình thường là 86 là mặt đất rồi đúng không? Nhưng mà đấy vẫn chưa lên đấy. Rồi, lại tiếp tục. Trời ơi, các bạn biết tin gì không? Mình nghĩ là mình đang ở trên núi đấy. Mình đoán là mình đang ở trên núi các bạn ạ. Câu trả lời... Ui dồi ôi, con gì đấy? À, chết, bị đói. Vãi cả đạn. Giật cả mình. Lúc đó mình biết là mình bị đói rồi, nhưng mà mình chưa có ăn. Bởi vì là mình muốn cho các bạn xem mình ăn để cho các bạn thèm thôi. Ok, mình nghe nói là mấy cái hoa này có thể lấy để đi vào Twilight Forest được. Vì thế mình quyết định là mình sẽ lấy mấy bông hoa nữa nha. Hoa vàng cũng như là hoa đỏ đúng không? Mình không biết là cần mấy bông hoa vàng và mấy bông hoa đỏ để chúng ta có thể quay trở lại với Twilight Forest. À, chúng ta sẽ đi tới với Twilight Forest, nhưng mà đó là điều kiện cần để chúng ta có thể tới với Twilight Forest các bạn ạ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống này, đi xuống. Không biết là mấy cái vách núi này nó còn kim cương hay không. Trời ơi, quá trời kim cương luôn. Rồi, không thấy. Rồi, có lẽ đi về thôi. Buổi tối này giờ đi về đi ngủ thôi anh ạ. Ơ, đây không phải là cái... À, ở tập trước có rất là nhiều bạn nói với mình ấy, là mấy cái tòa tháp. Ơi, con Slam nó có đánh mình không? Nó có các bạn ạ. Câu trả lời là có. Có này, dám đánh anh. Ờ, nó rơi ra mấy cục Slam này. Mấy cục này là kẹo sinh gum đấy anh em. Ta có thể dùng cái kẹo này để ăn được. Rất là phê đúng không nào? Đợi, ăn cho anh em xem nhé. Rất phê đúng không nào? Mấy con bé như nó không đánh mình như sao á? Mấy con mẹ nó mới đánh được. Mấy con bé này thì nó chưa đủ tuổi để đánh mình. Ở tập trước ấy, mấy bạn ấy nói mình là cái tòa tháp mà nó bị lủng như này đấy, thì ở trong nó sẽ chả có boss đâu. Còn những cái tòa tháp mà nó dễ nó mà kín ấy thì sẽ có boss. Đấy, thì tạm thời thì mình cứ biết như vậy đã. Gà thì phải chịu thôi anh em. Rồi đây, bây giờ mình sẽ làm thêm ít đuốc nữa. Không gì đi xuống cái hang này xem. Biết đâu lại mai được thêm tí kim cương nè. Ủa. Hello. Kim cương ơi. Kim cương ơi. Ôi, cái hang này là một cái hang gọi nó nối liền với nhau luôn các bạn ạ. Ui, quá trời bò luôn. Ở đây có rất nhiều bò các bạn ạ. Trời ơi, đừng có nổ nữa. Mình đã ghét chán ngấy với những cái tiếng nổ này rồi. Mình nghĩ là mình nên ăn level. Các bạn lưu ý nhá, nhớ ném level lên trời nhá. Bởi vì các bạn ném xuống đất ấy, nó sẽ dễ bị mấy cái hạt kinh nghiệm nó sẽ dễ bị găm xuống dưới lòng đất ấy. Còn các bạn ném lên trời nó rơi xuống là các bạn hứng luôn các bạn ạ. Đó, một cái tip nhỏ, không biết có đúng hay không. Nhưng mà mình có nghe của ai đó nói thế, mình chơi theo. Mình quên rồi các bạn ạ. Thực sự là có một người nói như vậy nhưng mà nói từ lâu lắm rồi mà mình quên. Mình không nhớ lắm. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về nhà nha. Ôi, đây có một con skeleton. Ôi, mình tưởng con skeleton cưỡi nhện các bạn ạ. Nhưng mà không phải. Đơn giản chỉ là một con skeleton thôi. Và có rất là nhiều enderman ở đây. Mình nghĩ là không biết là cái game này mình có nên đặt mục tiêu là giết con rồng hay không. Chứ mình thấy là rồng ở trong game này hơi dễ các bạn ạ. Hơi là easy ấy. Mày này. Tập này hơi yên bình đúng không nào anh em? Tập này chỉ đi mai thôi. Đi mai kiếm được một đống kim cương luôn. Sắp rick rồi anh em ạ. Sắp trở thành rick kit rồi. Sắp đủ tiền mua cái điện thoại mới rồi. À, sắp có đủ tiền mua cái máy tính mới rồi. Đỡ này. Ủa? Bắn đi. Nào. Tiếp một cái nào. Tiếp một cái nữa đi. Ok. Quá là ngon đúng không nào? Từ từ phải giết con này đã, không nó nổ cái là tung nhà luôn đấy các bạn. Rồi. Mấy con này đặc biệt cẩn thận nhé. Mới nói mấy con này phải đặc biệt cẩn thận mà sao nó nổ nhanh thế. Đậu xanh. Ôi, thôi mình sẽ biến cái này để sân sau đi. Từ giờ sẽ ra vào cái đường này các bạn. Vì đường này nó sẽ đẹp hơn cái đường bên kia. Đường bên kia nhìn nó xấu quá cả. Bị nổ rồi. Xấu lắm. Ok, mình sẽ đi ngủ một giấc. Rồi, đi ngủ được rồi. Đấy. Thì ok, và có lẽ là mình sẽ dừng cái clip ở đây nha. Và nếu các bạn thấy thích cái series gà Hesit này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Các bạn đừng quên là 6:30 mình sẽ livestream Hesit ở trên Nemo nhá. Nhớ đón xem đó. Bye bye.